Vlogger Trung Quốc lần đầu sang Việt Nam, trầm trồ trước những điều khác lạ, Việt Nam khác quá, chẳng giống những gì truyền thông nói. Xin chào các bạn thân thiết của Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, Trung Quốc, một siêu cường quốc đứng đầu thế giới về nhiều mặt, nhưng không ít người trong số 1,4 tỷ dân của đất nước này lại phải đối mặt với một thực tế đáng buồn. Việc tiếp cận thông tin chính thống bị kiểm soát chặt chẽ và một phần lớn bị bóp méo. Người dân của họ toàn tiếp nhận những thông tin kiểu ai hô gì thì nghe đó. Bởi thế mà không ít những tin đồn thất thiệt, dở khóc dở cười được tung ra mà dân chúng cứ gật đầu nghe răm rắp. Và đương nhiên, Việt Nam cũng có thể được coi là một nạn nhân với những thông tin sai lệch này. Điển hình như trường hợp của một vlogger Trung Quốc khi lần đầu anh đặt chân đến Việt Nam. Sau chuyến đi thì anh đã không giấu được sự trầm trồ và ngạc nhiên về những điều thú vị mà anh trải nghiệm ở Hà Nội. Một thành phố mà anh cho là trần tục nhưng mang vẻ thanh lịch, bình yên và khác xa hoàn toàn với những gì truyền thông Trung Quốc đã nói. Những ấn tượng mạnh mẽ của anh về Việt Nam không chỉ xoay quanh về vẻ đẹp của thành phố, mà còn về cách sống, con người và một nền văn hóa đầy hấp dẫn. Nào chúng ta hãy cùng theo dõi video xem anh chàng đã có những giác ngộ ba quan như thế nào các bạn nhé! Khi nói đến tam quan, thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận, vlogger Trung Quốc này không ngần ngại chia sẻ rằng chuyến đi của anh đã làm thay đổi rất nhiều góc nhìn về Việt Nam và cả chính bản thân anh. Trước khi đến Hà Nội, anh từng nghe nhiều thông tin từ các kênh truyền thông Trung Quốc nói về một Việt Nam nghèo khó, lạc hậu, còn phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội và phát triển chậm chạp. Những hình ảnh này khiến anh hình dung về một Việt Nam như một quốc gia chưa hoàn toàn thoát khỏi những khó khăn. Nhưng khi đặt chân đến đây, anh nhận ra rằng những gì mình tưởng tượng không hề đúng. Việt Nam không những phát triển nhanh chóng mà còn rất tự tin với bản sắc văn hóa riêng biệt. Và điều đặc biệt là đất nước này có một cộng đồng con người đoàn kết, hiếu khách. Một trong những điều khiến vlogger này phải thay đổi hoàn toàn tam quan của mình là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiện đại và truyền thống mà anh cảm nhận được tại Hà Nội. Từ những con phố cổ kính của thủ đô, với những ngôi nhà xưa cũ mang đậm dấu ấn lịch sử, đến những khu vực hiện đại với các trung tâm thương mại, tòa nhà cao tầng mọc lên san sát. Điều này khiến anh không khỏi ngạc nhiên vì sự hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, điều mà ở nhiều thành phố lớn khác trên thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc, đang dần bị bỏ quên trong quá trình phát triển. Hà Nội bảo tồn được những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời biết cách phát triển theo hướng hiện đại mà không làm mất đi bản sắc dân tộc. Anh cảm nhận được sự bình yên, nhịp sống chậm rãi mà trong đó sự hòa hợp giữa các thế hệ, giữa những giá trị xưa cũ và xu hướng phát triển hiện đại tạo nên một bức tranh đầy sắc màu và tinh tế. Chuyến đi của vlogger Trung Quốc này đã giúp anh nhận thức lại nhiều điều về các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Trước khi đến thì anh nghĩ rằng các quốc gia trong khu vực này chỉ đơn giản là những nơi phát triển chậm, chưa có nhiều thay đổi. Nhưng thực tế thì lại hoàn toàn khác. Mỗi một quốc gia ở Đông Nam Á đều mang trong mình những giá trị văn hóa đặc trưng và có sự phát triển riêng biệt. Và Hà Nội, với tất cả những sự thay đổi mạnh mẽ về nền văn hóa phong phú, đã khiến anh nhận ra rằng các quốc gia này có thể tự hào về sự độc đáo và bản sắc riêng mà không cần phải chạy theo bất kỳ khuôn mẫu hay tiêu chuẩn nào. Việt Nam, với những điều anh cảm nhận được trong chuyến đi, đã giúp anh mở rộng tầm nhìn về thế giới, nhận thức rõ hơn rằng không có một quốc gia nào là hoàn hảo, nhưng mỗi quốc gia đều có những vẻ đẹp riêng biệt đáng trân trọng. Một trong những ấn tượng đầu tiên của vlogger khi đến Hà Nội là sự kết hợp độc đáo giữa sự trần tục của nhịp sống hối hả và vẻ thanh lịch, bình yên của thành phố. Hà Nội không phải là một nơi quá ồn ào, ngột ngạt như các thành phố lớn khác, nhưng vẫn mang đậm nhịp sống của một đô thị đang phát triển. Đặc biệt, vlogger này cảm nhận rõ sự bình yên trong từng con phố. Mỗi góc nhỏ của Hà Nội đều có nét gì đó rất đặc biệt. Khi anh so sánh Hà Nội với Bắc Kinh, nơi mà anh cho rằng có bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt, anh nhận ra rằng Hà Nội mang đến cho người ta cảm giác dễ thở hơn, thoải mái hơn. Chính sự dễ chịu này khiến anh quyết định quay lại đây lần nữa. Không có sự thúc bách, vội vã của nhịp sống đô thị như ở Bắc Kinh hay Thượng Hải. Mọi thứ ở Hà Nội diễn ra với tốc độ vừa phải, tạo nên một không gian sống rất dễ chịu, rất gần gũi và bình dị. Thủ đô Hà Nội không chỉ nổi tiếng với các công trình kiến trúc cổ điển mà còn với nền văn hóa cà phê đặc sắc. Vlogger Trung Quốc này không thể không bị cuốn hút bởi những quán cà phê mang đậm dấu ấn Pháp nằm ngay giữa lòng thành phố. Những ngôi nhà kiểu Pháp, các khu phố nhỏ với những cửa hàng quán cà phê vỉa hè tạo nên một không gian đặc biệt, nơi mà người dân có thể ngồi uống cà phê, trò chuyện và tận hưởng nhịp sống chậm rãi. Đây là điều mà anh chưa từng thấy ở các thành phố lớn của Trung Quốc. Với sự pha trộn của phong cách Pháp trong kiến trúc và phong cách sống, những quán cà phê ở Hà Nội mang đến cho du khách một trải nghiệm khó quên. Vlogger này cảm thấy rằng người Hà Nội rất chú trọng đến không gian và sự thưởng thức. Không giống như nhiều nơi ở Trung Quốc, nơi mà việc uống cà phê có thể trở thành một công việc vội vã, ở Hà Nội thì cà phê trở thành một phần của lối sống, nơi mà mọi người có thể thư giãn, tận hưởng không khí trong lành và giao lưu với nhau. Điều làm vlogger Trung Quốc ấn tượng sâu sắc là sự lịch sự và có học thức của người Hà Nội. Dù là người dân ở các quán cà phê vỉa hè hay các khu vực thương mại sầm uất, anh nhận thấy rằng người Hà Nội rất lịch thiệp và thân thiện.
Điều này là một sự khác biệt lớn so với những gì anh đã trải qua ở Bắc Kinh, nơi mà nhịp sống quá nhanh và những lo toan cuộc sống khiến con người trở nên lạnh lùng hơn. Khi mà Vlogger chia sẻ về cảm nhận của mình, anh nhấn mạnh rằng người Hà Nội không có thái độ xa cách hay cộc cằn như anh tưởng tượng. Thay vào đó, họ rất cởi mở, dễ gần và luôn sẵn lòng giúp đỡ khách du lịch. Chính sự thân thiện và nụ cười của người dân Hà Nội đã làm cho anh cảm thấy rất dễ chịu, gần gũi như thể đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Một trong những điều đặc biệt mà Vlogger Trung Quốc nhận thấy khi đến Việt Nam là mối quan hệ giữa chính quyền và người dân ở đây. Anh không thể so sánh với những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, nơi mà chính quyền và người dân đôi khi có sự ngăn cách lớn. Tuy nhiên, ở Việt Nam thì anh nhận thấy rằng người dân ở đây có sự tự do hơn trong việc thể hiện quan điểm của mình và mối quan hệ với chính quyền có phần hòa nhã hơn. Dù rằng Việt Nam vẫn là quốc gia dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhưng Vlogger này nhận thấy sự cởi mở trong việc trao đổi thông tin và tự do giao tiếp giữa người dân và chính quyền. Điều này tạo ra một cảm giác thoải mái và tự do mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được ở các quốc gia khác trong khu vực. Khi so sánh Hà Nội với các thành phố khác của Trung Quốc, Vlogger này nhận thấy một sự khác biệt rõ rệt về nhịp sống và không khí. Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đều là những thành phố lớn và hiện đại, nơi mà người dân phải chạy theo nhịp sống hối hả để duy trì cuộc sống. Những thành phố này thường tạo ra một cảm giác căng thẳng, mệt mỏi và thiếu thốn không gian riêng tư. Trong khi đó, Hà Nội lại mang đến một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản. Các con phố nhỏ, những ngôi nhà cổ kính, không gian xanh mát và cà phê vỉa hè tạo nên một không gian sống lý tưởng so với các thành phố Đông Nam Á khác như là Bangkok, Jakarta hay Manila. Hà Nội cũng có một vẻ đẹp riêng biệt, kết hợp giữa sự hiện đại và truyền thống, giữa sự bận rộn và yên tĩnh. Khi Vlogger Trung Quốc chia sẻ video của mình về chuyến đi đến Việt Nam, anh nhận được nhiều phản ứng từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Một số người bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú trước những gì anh đã chia sẻ, đặc biệt là về sự tự do và cởi mở của người dân Việt Nam. Họ cũng trầm trồ trước việc Việt Nam phát triển nhanh chóng nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa, điều mà nhiều người Trung Quốc cho rằng không phải quốc gia nào cũng có thể làm được. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến phản đối, cho rằng việc so sánh Hà Nội với Bắc Kinh là không công bằng. Vì Bắc Kinh là trung tâm chính trị và văn hóa của Trung Quốc, trong khi Hà Nội chỉ là một thành phố nhỏ với ít ảnh hưởng quốc tế. Một số bình luận cũng cho rằng những gì Vlogger chia sẻ chỉ là cảm nhận của một du khách và không thể áp dụng cho toàn bộ đất nước. Dù vậy, chuyến đi này của Vlogger Trung Quốc đã mở ra một góc nhìn khác về Việt Nam và Hà Nội, giúp nhiều người thay đổi cái nhìn về đất nước này. Thực tế thì Việt Nam không phải là một quốc gia hoàn hảo, nhưng chắc chắn là có những điều thú vị và đặc biệt mà không phải ai cũng có thể nhận ra ngay lập tức từ những câu chuyện truyền thông. Qua chuyến đi này, Vlogger Trung Quốc đã có một trải nghiệm đáng nhớ về Việt Nam và Hà Nội. Những ấn tượng về nhịp sống, con người và văn hóa đã khiến anh cảm thấy Việt Nam không chỉ là một điểm đến du lịch đơn thuần, mà là một quốc gia với sự hòa quyện độc đáo giữa truyền thống và hiện đại. Và qua đó, anh cũng thay đổi những quan điểm trước kia về đất nước này. Anh nhận ra rằng, những gì truyền thông đưa ra chỉ là một phần rất nhỏ và không phải lúc nào cũng chính xác. Việc đến và trải nghiệm thực tế chính là cách tốt nhất để hiểu và cảm nhận được bản sắc của một quốc gia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.